Theo Politico, Ngoại trưởng Pháp Stephen Sejani đã tới Lithuania vào ngày 8 tháng 3 để gặp những người đồng cấp vùng Baltic và Ukraine nhằm củng cố ý tưởng quân đội nước ngoài có thể giúp đỡ Ukraine trong các lĩnh vực như giả phá bom mìn. Phát biểu tại cuộc họp do Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis chủ trì và có sự tham dự của người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba, Ngoại trưởng Pháp nói, Nga không phải nói cho chúng tôi biết chúng tôi nên giúp cho Ukraine trong những tháng hoặc năm tới như thế nào. Nga không có quyền tổ chức cách chúng tôi hành động và đặt ra danh giới đỏ. Chúng tôi tự mình quyết định. Quan chức này nói thêm, Ukraine không yêu cầu gửi quân mà muốn đạn dược và rằng Pháp không loại trừ bất cứ điều gì trong những tháng tới. Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu khả năng binh sĩ phương Tây được triển khai tới Ukraine. Tuy nhiên, ngay sau đó, hầu hết các nước châu Âu, gồm cả Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan tuyên bố họ không có kế hoạch như vậy. Tuy nhiên, ba nước Baltic lại cởi mở với ý tưởng này. Theo Anadolu vào ngày 9 tháng 3, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an nhóm họp để thảo luận về ý tưởng của Tổng thống Pháp. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an tại New York, phó đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Dmitry Polianski nói, Moscow muốn biết nhiều hơn về những ý tưởng đầy rẫy sự khởi đầu cho thế chiến 3. Theo ông Poliansky, việc thảo luận về những cuộc trao đổi bị dò dỉ giữa các sĩ quan không quân Đức về việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine cũng như các phương tiện truyền thông đưa tin, cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA đã triển khai mạng lưới các căn cứ gián điệp ở Ukraine gần với biên giới Nga cũng quan trọng không kém. Quan chức Nga nói sẽ rất thú vị khi nghe một bình luận liên quan tới cuộc trao đổi bị dò dỉ của các quan chức quân sự Đức, những người nói về cách giúp Ukraine phá hủy cầu cất ở Crimea và tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Giáo hoàng Francis phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ASI của Thụy Sĩ hồi tháng 2, người quan tâm đến người dân, người có can đảm dương cờ trắng và bắt đầu đàm phán thực sự rất mạnh mẽ. Giáo hoàng nói thêm, đàm phán là một từ dũng cảm. Khi bạn thấy mình thất bại, mọi việc không được xuân sẻ thì bạn phải có dũng khí để đàm phán. Người ta có thể cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu không làm như vậy thì sẽ có thêm bao nhiêu người nữa thiệt mạng trước khi mọi chuyện kết thúc. Ông cho rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể thúc đẩy bởi các bên trung gian quốc tế và thực tế là hiện tại có nhiều nước sẵn sàng đóng vai trò trung gian. Giáo hoàng nói và nhấn mạnh thêm rằng đàm phán không có nghĩa là đầu hàng, Ví dụ như thổ nhĩ kỳ và các nước khác, người ta không nên xấu hổ với các cuộc đàm phán, điều này sẽ ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra, cần có sự can đảm thực sự để không để đất nước đến chỗ tự sát. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đóng vai trò hòa giải hay không, Giáo hoàng cho biết, tôi luôn sẵn sàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis sử dụng cụm từ cờ trắng hay bị thất bại khi bàn về cuộc chiến Nga Ukraine, mặc dù trước đó ông từng kêu gọi các bên đàm phán. Năm 2023, ông đã cử đặc phái viên hòa bình Mateo Zuppi tới Kiev, Moscow và Washington để kêu gọi lãnh đạo các nước này thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine. Chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện chưa bình luận về đề nghị của giáo hoàng. Ông Zelensky nhiều lần nêu rõ ông mong muốn hòa bình nhưng sẽ không bao giờ nhượng bộ với Nga về lãnh thổ. Cuối năm 2022, ông đã đưa ra kế hoạch gọi là công thức hòa bình có 10 điểm, trong đó yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine trước khi nối lại hòa đàm. Về phía Nga, Điện Kremlin khẳng định Moscow không bao giờ từ chối đàm phán, nhưng không chấp nhận đàm phán theo các điều kiện của Kiev. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Sau cuộc phản công mùa hè không được như mong đợi của Ukraine, Nga hiện chiếm ưu thế trên chiến trường tình hình của Kiev càng khó khăn hơn khi nguồn viện trợ quân sự phương Tây bị đình trệ. Tháng trước, ông Zelensky cho biết, kể từ khi xung đột nổ ra, khoảng 31.000 binh sĩ Ukraine và hàng chục nghìn dân thường đã thiệt mạng. Bất chấp những khó khăn hiện nay, ông tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công mới và sẽ không bao giờ từ bỏ lãnh thổ. Báo China Morning Post ngày 8 tháng 3 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc và Thụy Sĩ đang nỗ lực ở phía sau hậu trường để mời Nga tham gia các cuộc đàm phán do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Tháng trước, Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào mùa hè, song vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể. Số quốc gia tham dự hội nghị cũng chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố Nga chỉ có thể được mời tham dự nếu nước này đồng ý một loạt điều kiện tiên quyết. Theo SCMP, đặc phái viên của Trung Quốc tại khu vực Á Âu Li Hui nói với các quan chức Liên minh châu Âu rằng hội nghị thượng đỉnh lần này không nên đưa ra một kế hoạch để đè bẹp Nga. Các nguồn tin nói thêm rằng cả Trung Quốc và Thụy Sĩ đều có chung quan điểm thực tế rằng các cuộc đàm phán không nên chỉ mang tính hình thức. SCMP đưa tin, đặc phái viên Trung Quốc Li cũng nói với những người đồng cấp EU rằng Moscow có hai điều kiện tiên quyết để đàm phán bao gồm chấm dứt việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine và hủy bỏ xác lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào năm 2022, trong đó bác bỏ các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin. Trung Quốc đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Nga và không lên án cuộc chiến chống lại Ukraine, cũng như không tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Moscow mặc dù bắc kinh chưa công khai cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho nga nhưng tình báo phương tây cho rằng trung quốc đã cung cấp cho nga một lượng lớn hàng hóa có khả năng sử dụng cho mục đích quân sự liên minh châu âu và mỹ nhiều lần kêu gọi trung quốc sử dụng ảnh hưởng của nước này đối với moscow để chấm dứt cuộc xâm lược ukraine ngoại trưởng trung quốc vương nghị nói với các phóng viên bên lề kỳ họp của quốc hội trung quốc ở bắc kinh tuần này các cuộc đàm phán càng bắt đầu sớm hòa bình càng đến sớm ông vương nói thêm rằng việc thiếu các cuộc đàm phán hòa bình có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng thậm chí còn lớn hơn. Vào tháng 2 năm 2023, Trung Quốc đã đề xuất lộ trình 12 điểm hướng tới việc giải quyết hòa bình, cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, sáng kiến này bị Kiev bác bỏ. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay chỉ có thể dựa trên công thức hòa bình. 10 điểm mà ông đã công bố vào cuối năm 2022, những điểm chính trong kế hoạch hòa bình của ông Zelensky gồm khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine, Nga phải rút hết quân, đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực và an toàn hạt nhân, trả tiền bồi thường, cũng như thiết lập một nghị định thư về hòa bình giữa Kiev và Moscow. Nga bác bỏ điều khoản của Tổng thống Zelensky là không thực tế, đồng thời cho rằng Moscow sẽ không bao giờ nhượng bộ Crimea. Khu vực sắp nhập vào Nga năm 2014 hoặc bốn khu vực của Ukraine sắp nhập vào Nga năm 2022. Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ nói với truyền thông địa phương vào tháng 1 rằng hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà không có sự tham gia của Nga chắc chắn sẽ thất bại. Moscow khẳng định sẵn sàng đàm phán, nhưng với những điều kiện có thể chấp nhận được cùng được cho xuất ngũ vì lý do sức khỏe là cựu tổng tham mưu trưởng Serhiy Sapatala, Ukrainska Pravda ngày 9 tháng 3 dẫn lời các nguồn tin ẩn danh trong Bộ Quốc phòng Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Trong khi đó, báo ZN của Ukraine đưa tin ông Zaluzny đã tham gia kiểm tra y tế vào mùa đông nhưng được kết luận không đủ sức khỏe phục vụ quân ngũ. ZN dẫn nguồn tin ẩn danh cho biết, sau khi bị cách chức vào ngày 9 tháng 2 theo quyết định của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Zaluzny thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine. ZN viết, Bộ trưởng Quốc phòng Umirov không xem xét trao cho ông Zaluzny các chức vụ quân đội quan trọng tương xứng với trình độ đào tạo và kinh nghiệm của ông ấy, cũng như Tổng thống Zelensky trước đây. Trong hoàn cảnh đó, tướng Zaluzny quyết định xuất ngũ để có cơ hội và quyền làm công việc khác, theo ZN. Ngày 8 tháng 3, ông Zaluzny được bổ nhiệm làm đại sứ tại Vương quốc Anh. ZN giải thích rằng, Khoảng thời gian chống vài tuần trước khi ông Zaluzny được bổ nhiệm chức vụ mới là do sau khi Ukraine thông qua luật mới về danh sách cấp bậc quân sự. Các thay đổi tương ứng trong khuôn khổ pháp lý, bao gồm sắc lệnh tổng thống, vẫn chưa hoàn thiện. Vì thế mà khi đó chưa rõ ai sẽ bãi nhiệm tướng Zaluzny, Bộ trưởng Quốc phòng hay Tổng thống. Theo quy định pháp luật Ukraine, người nào đảm nhiệm chức tướng không thể đồng thời đảm nhiệm cương vị nhà ngoại giao. Trang tin Strana dẫn nguồn tin giấu tên ngày 8 tháng 3 cho hay có rất nhiều câu hỏi xoay quanh ông Kuleba. Đặc biệt, có nhiều phàn nàn liên quan đến các ứng viên đại sứ mà Bộ Ngoại giao Ukraine đưa ra. Nguồn tin nói thêm rằng, văn phòng Tổng thống Zelensky về cơ bản không hài lòng với Bộ Ngoại giao. Theo Strana, ứng viên tiềm năng có thể trở thành ngoại trưởng mới của Ukraine là ông Igor Zokhva, phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, người phụ trách vấn đề đối ngoại tại văn phòng của ông Zelensky. Ông Kuleba, 42 tuổi, trở thành ngoại trưởng Ukraine kể từ tháng 3 năm 2020. Trước đó, ông là phó thủ tướng về hội nhập châu Âu Đại Tây Dương và là đặc phái viên của Ukraine tại Hội đồng châu Âu. Thông tin của Shana được đưa ra giữa lúc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine OIEG Nikolenko trong một bài viết trên Facebook ngày 8 tháng 3 đăng kèm bức ảnh chụp cùng Ngoại trưởng Kuleba thông báo sẽ từ chức nhưng không nêu rõ lý do. Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Zelensky ngày 7 tháng 3 thông báo quyết định bổ nhiệm cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzny làm đại sứ Ukraine tại Anh. Vị trí này đã bị để chống kể từ tháng 7 năm ngoái sau khi ông Zelensky cách chức đại sứ Vadim Pristaiko.